liên tiếp phát hiện người Trung Quốc lưu trú trái phép, cơ quan điều tra chính thức khởi tố vụ án. Tối ngày 21 tháng 7, Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận đã bắt giữ 3 người gồm 2 người Việt Nam và 1 người Trung Quốc để điều tra về hành vi đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Hiện cơ quan điều tra Công an Đà Nẵng đã khởi tố vụ án tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép vào Việt Nam theo điều 348 Bộ luật hình sự và tiến hành điều tra theo luật định. Trong khi đó, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, liên quan đến nhóm 21 người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam và đến lưu trú tại Quảng Nam, hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh để điều tra làm rõ. Theo Thiếu tướng Dũng, qua lời khai ban đầu của nhóm người Trung Quốc này thì họ nhập cảnh vào Việt Nam bằng đường bộ, đường mòn lối mở. Trong số 21 người Trung Quốc được phát hiện, có 17 người không có giấy tờ. Nhóm người này đi bằng đường bộ từ Bắc vào Nam rồi lưu trú tại Quảng Nam. Do nhóm người Trung Quốc ở nhiều nơi khác nhau, nhiều người không nói chuẩn tiếng phổ thông và có dấu hiệu che giấu thông tin, nên công tác phiên dịch đang gặp khó khăn, dẫn đến việc lấy lời khai của những đối tượng này cũng gặp nhiều khó khăn. Thiếu tướng Dũng thông tin, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam cũng nhận định, khả năng đây là một đường dây đưa người vượt biên và có một người đầu nậu giữ hết hộ chiếu của những người này. Không riêng gì nhóm người Trung Quốc lưu trú tại Quảng Nam, mà tại thành phố Đà Nẵng cũng phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và lưu trú. Hiện Công an Quảng Nam đang phối hợp với Công an Đà Nẵng điều tra xem 21 người ở Quảng Nam và 27 người ở Đà Nẵng có nằm trong cùng một nhóm vượt biên từ Trung Quốc qua Việt Nam hay không. Nếu cùng một nhóm thì ai là người đưa nhóm người này vào? Thiếu tướng Dũng nói, trước đó ngày 11 tháng 7, lực lượng Công an thành phố Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang, quận Ngũ Hành Sơn. Qua kiểm tra phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Sau đó cơ quan công an đã vào cuộc điều tra và khởi tố vụ án. Tiếp đến ngày 16 tháng 7, Công an thành phố tiếp tục kiểm tra hành chính khách sạn XC, quận Sơn Trà và phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép. Sau đó, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã phối hợp với Công an quận Sơn Trà cùng với các cơ quan liên quan thực hiện cách ly cho nhóm người Trung Quốc trên. Kết quả xét nghiệm lần 1 của nhóm người Trung Quốc này đều cho kết quả âm tính với COVID-19. Những người này sẽ bị cách ly trong vòng 14 ngày trước khi bàn giao để cơ quan công an xử lý theo pháp luật. Cũng trong chiều 18 tháng 7, nhận tin báo của người dân, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Nam kiểm tra một khu lưu trú ở phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn thì phát hiện hàng chục người Trung Quốc đang ở đây. Thấy lực lượng chức năng, nhóm người này bỏ chạy tán loạn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã truy tìm và đưa 21 người vào cách ly tại khu cách ly tập trung tại trung đoàn 885, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Hiện nhóm người này đã được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả âm tính lần 1 với COVID-19. Những thông tin tiếp theo về vụ việc sẽ liên tục được Vietnamnet cập nhật.